từ kẻ ở trong chùa ngoài ngõ cầu liên qua hỏi có mấy ai tu mong được hưởng hiện nay ít người cầu giải thoát ngày mai sau ngã dục hiện thời đeo nặng triều đạo tâm vì đó chịu giả danh thử đem hỏi khắp nhân sanh tu như thế đó có thành được ư khỏi đáp lại chắc người cũng biết tu vậy không thể diệt nghiệp trần. Nghiệp trần nếu mãi lần khấn đời chưa rảnh nở khó gần Phật tiên. Nhân nghĩa chẳng tu hiền cũng chẳng Phật khó trong khó đặng liên quan. Đạo tâm nếu để cách xa con đường giải thoát cũng là mất luôn. Cảnh khổ ít như nguồn nước đổ, người mê bao cũng cố tình lên. Ráng tu tự cứu mình lên, đồng thời cứu kẻ khác lên Phật đài. Khó tu bởi xưa nay nhiệm thế, cố tu ngày gần sẽ thành công. Ráng tu cho khắp đại đồng, chớ tâm tu hẹp, chớ lòng tu riêng. Tu cho đến quá liên tịnh độ, tu cho chân giác ngộ trong lòng. Tu cho tánh Phật khai thông, tu cho tâm chúng sanh đồng tình ra. Tu như vậy mới là chánh giác, tu thế là giải thoát muôn dân. Liên qua người muốn được gần, phải tu nhanh chóng chớ chân chờ lâu. Tu nếu nhận là câu siêu thoát, ráng tu đừng ngơ ngác trong tâm. Nếu tinh thanh trước là phàm, thì mình cũng có thể làm Phật tiên. Kẻ thành đạo nhờ duyên trước lớn, hoặc nhờ tu tinh tấn hiện nay. Không duyên mà có tu hoài, Phật hay tiếng cũng có ngày được nên. Ai người muốn ngồi trên sen báu, tu phải dùng tâm đạo làm nguồn. Đạo tâm suông nghiệp đời suông, cõi phàm qua thanh bắt nguồn từ đây. Tâm là gốc tạo gây vạn sự, lành cùng tâm mà giữ cùng tâm. Đường về tới chốn lôi âm, tâm tìm khóa mở tâm tầm lối đi.
Người phải tự chỉ quy tâm lấy, khiến tâm đi trong cái quang minh. Mình không làm chủ được mình, khác nào những đám lục bình trôi sông. Nếu người cứ buộc lòng theo cảnh, bị cảnh làm tâm tánh mãi lo. Việc nào cũng đợi cảnh cho, cảnh tan người cũng ra cho cuộc đời. Chủ được cảnh thì người thông thả, cảnh chủ người thì quá khổ luôn. Như vui mà thật là buồn, lúc nào cũng bị rối cuồng trong tâm. Cái tâm ấy đã làm muốn thuở, quen đường trần bỡ ngỡ đường tiên. Nếu người thiếu sức nhân kiên, cảnh nào cũng có thể nghiêng được lòng. Tâm nếu mãi đều bồng sự thế, muốn dây hoàng trói kẻ con người. Chim lòng cá chậu thế thôi, có bao giờ được về ngồi liên quan. Sự đời xét kỳ ra tất biết, bận tâm nhiều thì việc khổ nhiều. Khổ cho người sướng là siêu, khổ cho mình sướng là chiêu bất lành. Đường về Phật lợi danh chẳng buộc, chốn liên hoa hằng rước từ tâm. Hỡi ai đường Phật muốn tầm, liên hoa muốn đến phải tâm cho từ. Ở cõi Phật lành như nhau cả, người bất lành không thể đến đây. Liên hoa tiêu biểu cõi này, muốn sang đó chứ tà tay trong lòng. Lòng người sắc đường thông dễ tới, dạ còn nhớ nghẹt lối khó đi. Muốn đi mau tới liền trì, nên dùng gươm trí bình đi giặc lòng. Mà tự thân nếu người không bình trì, bị loạn trong hơn bị loạn ngoài. Người gây tội lỗi xưa nay, phần nhiều tự tạo hơn ai xúi mình. Tâm bình đẳng là minh đạo đẳng, đạo không minh thì loạn trong tâm. Loạn tâm khiến vạn sự lầm tiên, mà bị rớt lại phàm gì đây. Ai muốn được về Tây Phương Phật, việc đầu tiên phải nhất tâm đi. Trước kia vọng động những gì, bây giờ chỉ một từ bi trong lòng. Tội ác trước lấy công lành trả, phước đức nay trừ họa mai sau. Giữ đừng tạo một mấy hào lành, đừng để một việc nào bỏ qua.
biết kiếp sống người ta là khổ, nên thương người chớ có hại người. Giúp cho người sống an vui, vạch cho người biết đường lui khỏi trần. Đời đã già mà thân cũng già, hiệp rồi tan là cả cuộc đời. Cuối cùng ai cũng thế thôi, hãy nên lấy đó làm nơi răng mình tu cho khỏi nay sinh mai từ. Tu cho vui khỏi sự khổ buồn, tu cho ác thế khỏi luôn, tu cho đổi lốp thịt xương ra vàng. Đời đã khổ ngày càng thêm khổ, chen lấn bao cũng có bấy nhiêu. Muốn nhiều tuổi sống không nhiều, ấy là số kiếp trớ trêu người đời. Xưa cũng vậy, nay thời cũng vậy, chỉ khác tên triều đại mà thôi. Lại quay đến chết chưa rồi, người nào cũng thế có người nào hơn. Người mất cái ác nhân còn mãi, ác nhân còn còn phải luân hồi. Trả chừng hết nợ mới thôi, luật nhân quả chẳng dung người nào đâu. Thiện thì được sanh vào thiện giới, ác thì rơi vào cõi ác hung. Nghiệp lôi đúng chỗ vô cùng, dù là nghiệp đã gieo trăm ngày xưa. Tính nhân quả khá chừa ác nghiệp, mà biết thiên cơ hãy dẹp lòng ta. Đừng rằng ai chẳng hiểu ra, riêng mình biết cũng đủ xa lưới rồi. Viết thiền có thể người sống được, lựa làm chi những việc hung tàn. Hung tàn chỉ một thời gian, mối lo suốt kiếp dây oan muôn đời. Lương tâm của mỗi người đều có, nếu người làm mất nó đi rồi. Như cây đã mục gốc chồi, lúc nào cũng hiểu không hồi nào tươi. Đường tội phước nếu người biết nghĩ, việc giữ lành để ý phân ra. Không làm trái đạo người ta, dù cho việc ấy lợi là bao nhiêu. Tạo nhân tốt sẽ chịu quả tốt, và cũng không căng rứt lương tâm. Bạc muôn người có thể cầm, nhưng điều cao quý ấy làm sao mua. Đời sống khổ nên đua dạy khổ, tạo thêm chi những chỗ đau sầu. Biết rằng đời tạm không lâu, gây vui chớ có gây sầu cho ai. Nay người khổ ngày mai mình khổ, khổ xoay dần là chỗ thế gian.
Hai người chớ tưởng mình an, mà là hai kẻ tức mang hại mình. Người là giống hữu tình biết sống, thay khổ người biết động tấm lòng. Tấm lòng ấy có ai không, nhưng vì ích kỷ đành chốn trong người. Ai ai cũng nên hồi tỉnh lại, lấy tâm người đối đãi với nhau. Giá con người sẽ tăng cao, đời con người sẽ khổ đau bớt dần. Tánh tốt ấy người cần nên có, có nó là có ngõ giải oan. Nó là hạnh phúc trần gian, nó là một bước vào hang từ bi. Sự sống chẳng thiếu gì cách sống, mà sống sao không hư hỏng con người. Sống không phải để hộ ngươi, ấy là sống biết chọn nơi tốt lành. Tốt lành sẽ giúp mình vinh hạnh, đời sống vui đạo tánh thêm vui. Không làm nặng kiếp hiệp thời, cũng không để ác nghiệp đời mai sau. Liên hoa muôn đến nào phải khó, tâm tốt lành là ngõ đưa sang. Thế gian mà chẳng ác gian, không nay thì mốt mây hoàng Phật tiên. Đây còn nhớ lời khuyên buổi nọ của một người trên lộ mộng trung. Nói qua thấy sự sau cùng, mà đây nhân tiện hỏi đường thông liên đài. Người rằng nói chỗ ai cũng rõ, đi liên đài do lỗ từ tâm. Từ tâm càng rộng càng thâm, liên đài càng dễ khiến tầm tới mau. Nếu như có người nào hỏi tới, đem lời này chỉ lối họ đi. Đi mau chớ ngại ngần gì, đường nay xưa các từ bi đã dùng. Xưa dùng lộ ấy thông Phật quốc, nay mượn đường đó trực liên quan. Đường gần hoặc giả đường xa, do từ tâm của người ta ít nhiều. Từ tâm ít đường đều ai chậm, từ tâm nhiều lỗ thắng bằng mau. Liên đài tới trước tới sau, tại lòng người muốn chứ nào tại ai. Muốn đi phải đi ngay kẻo trễ, dịp lành qua không dễ kiếm ra. Được đi đến chốn liên quan, ấy do tâm của người ta tốt lành. Tốt lành nếu tâm mình có được, sẽ khiến cho huệ phước sanh ra.
dạy xong kiếp khổ người ta. Do lòng lành tốt ấy mà tiến lên, nhà muôn cất phải nền mong trước. Người muốn tu phải tốt lành tâm, tốt lành tâm chẳng chịu cầm. Mà như nhà muốn cất mầm mầm mong không, Thích Ca cũng do lòng lành có mới động tâm trước khổ của người. Muốn người hết khổ được vui nên hy sinh cả cuộc đời lo tu. Lòng lành có đạo màu sẽ có lòng lành tuy khó ráng trao. Lành tâm lành sự càng cao, tình người với Phật càng mau nối liền. Tâm lành ấy nên khuyên nhau tạo, đời được vui và đạo được siêu. Pháp tu thì rất có nhiều, nhưng môn nào cũng chỉ điều thiện tâm. Có tâm thiện mới làm việc thiện, có lòng lành mới khiến tướng lành. Có nhân thiện niệm thiện hành, tất nhiên có quả tốt lành mai sau. Nói việc thiện người nào cũng biết, nhưng mấy ai làm việc thiện đâu. Thường ngày việc ác cứ bâu, thế nên kết quả thảm sâu nhiều hơn. Quả tốt xấu do nhân thiện ác, giống dữ không thể gặt quả lành. Ác mà muốn được phước sanh, khác nào nấu cát mong thành được cơm. Muốn làm Phật chớ ôm tánh ác, tánh ác còn các nguy nan. Sống trong cảnh sống bất an, chết trong cảnh chết kinh hoàng sợ lo. Khởi tâm thiện để cho đời thiện, các nghiệp quả cũng khiến tiêu tan. Đời không thêm những báo oan, kiếp đài cũng chẳng còn mang sau này. Nở đời nếu chẳng vai chẳng trả, giống ác không thì quả ác không. Mỗi người phải biết rằng lầm sống, đừng gây tội ở trong cuộc đời. Sống thiện ấy là người biết sống, sống nay còn hy vọng ngày mới. Sống cho mình, sống cho đời, đó là sống biết thức thời thức tâm. Sống trong lẽ, sống làm nhân chánh, tuy là người mà thanh trong người. Ấy là mầm mống an vui, cũng là nguồn cội giúp người siêu sanh. Đạo muốn được đắc thành do đó, đời muốn siêu nhờ ngõ ấy ra. Ráng kêu gọi khắp người ta, sống nhân chánh mới liên qua tên đầy. Người nói dứt giấc mê liền tình, những lời lành còn dính bên tai.
thấy rằng ấy mối liền đài. Nếu ai biết năm có ngày được lên, kẻ hành đạo muốn nên đạo quả, lấy đó trao sửa giả thường ngày. Đường tu tất chẳng lạc sai, Tây phương cực lạc có ngày tới nơi. Thật tu ráng chịu mới hành thiền, thiện càng nhiều đạo tiến càng mau. Thiện không phân biệt người nào, mà người nào cũng thiện giáo tận tình. Thiện không những cho mình được có, còn thiện cho người nọ người kia. Thiện từ vui khổ sớt chia đến an nguy, cũng chẳng lìa bỏ nhau. Mọi người biết đề cao việc thiền, xã hội đời tai biến không sanh. Người nào cũng sống sạch thanh, xứ nào cũng ở hiện lành tốt tươi. Việc thiện chẳng làm người ngu dốt, thiện giúp người sáng suốt mở mang. Người hòa và nước được an là do thượng hạ biết toán điều lành. Thiện chẳng phải riêng dành nhà đạo, mà thiện ai muốn tạo cũng nên. Liên hoa có thiện được lên, dù người ấy chẳng mang tên đạo gì. Mang tên đạo mà đi làm dữ, thua người lành chẳng ở phải chi. Phật thành do tánh từ bi, Phật không thành ở quy y bề ngoài. Nên hành thiện dù ai cũng được, thật thiện tâm chớ chuốc ngoài môi. Tâm lòng thiện ấy có rồi, thì là sẽ có chỗ ngồi liên quan. Ráng ở thiện dù là nghèo khó, nên làm lành dù có nguy nan. Nghèo hèn hay kẻ giàu sang, lành như nhau cả xóm làng đều vui. Tánh hung ác trong người chưa hết, thì tai ương mọi việc chưa thôi. Mỗi người nên để ý coi, đời sanh lắm quả do người bất lương. Nhiều kẻ ác khó lường cho thâu, sống như là bèo gấu rừng quang. Biết mình chẳng biết thế gian gây ra đau khổ muôn ngàn người ta. Sống như vậy chỉ là một thuở, rồi tiêu ma chớ có lâu đâu. Để cho kẻ oán người sầu, trả nay không hết con hầu trả mai. Sống thế ấy là đại đọa kiếp, mà chỉ gây thêm ác nghiệp đời mình. Mưu sinh lại quỷ kiếp sinh, đời nay lắm kẻ sống tình trạng này. Lối sông ấy là đi địa ngục, hoài đầu máu khỏi lúc xa chân.
sống không riêng cái hiện thân, mà còn phải sống cho phần đời sau. Muốn sống ở đời nào cũng tốt, xét kỹ ra có một con đường, ấy là cách sống thiện lương. Dù người sống ở trong trường hợp nào, nếu biết kiếp như bào như ảnh, đừng sống theo ác tánh ác nhân, nên gìn cách sống chánh chân cho đời sống được có duyên Phật đài. Ở cõi tạm nên khai cõi Phật, trong giấc phàm khá thức tánh phàm. Sống điều tội lỗi đừng ham, xác trần chớ để hồn giam trong trần. Sống làm chủ cái thân đòi hỏi, đừng sống làm toại mọi cho thân. Sống cho tánh Phật được gần, chứ theo lối sống xa lần Phật tiên. Làm người rất có duyên với Phật, người dễ tu hơn hết các loài. Vì nhiều dục vọng đeo đai, sống cho đến chết ít ai tu hành. Chết rồi muốn được sanh người lại, ấy khó khăn đâu phải dễ dàng. Cho nên lúc sống hiện đang ráng tìm đạo pháp giải oan sau này. Người cần tỉnh ngộ ngay lúc sống, người cần nên định chung vạn sanh, thành tiên thành Phật đáng thành. Thành ma thành quỷ biết đành bỏ đi, người bị đọa từ khi vô thì. Trôi nổi luôn trong bể hầm trần, giờ đây nếu chẳng quay chân, thì còn chịu kiếp làm phân muôn loài. Kiếp xưa mất kiếp nay cũng mất, phi kiếp luôn giữa cuộc tạm đời. Nhưng đâu mấy kiếp làm người, kiếp người là phước nên hồi tâm đi. Muôn kiếp khó một kỳ gặp Phật, ngàn đời đâu mấy lúc nghe kinh. Nghe kinh gặp Phật không tin, biết bao giờ hết linh đinh trong trần. Một đời giác muôn thân thoát khổ, nhất kiếp mê vạn thuở đeo sầu. Mê không riêng đọa mình đâu, mà còn gây tội người bao quanh mình. Này đã bao kiếp sống tình cảnh ấy, kiếp này nên hối cải cuộc đời, cho mình biển khổ khỏi rơi, cho người cũng khỏi hãm nơi thanh sầu. Tu sớm được nghiệp mau tan được, trông tới nơi nhờ bước đi nhanh. Mỗi ngày mỗi hẹp đường sanh, người mau tìm lối tu hành cho siêu. Đây còn nhớ lời kêu của Phật, trên đường đi trong giấc mộng vàng. Phật rằng kiếp sống thế gian như là khối tuyết dưới làn thái dương.
ra làm việc tuyết đương chịu lấy, chết là điều người phải đeo đây. Vô thượng là kiếp trần ai, người mau tu để liên đài được lên. Chư Phật lúc chưa lên ngôi Phật cũng say mê vật chất như đời, nhưng nhờ quán chiếu tột nơi, bao nhiêu ô nhiễm ở trong người đều tan. Giác ngộ được vào hàng Phật được, mê si còn thì kiếp phàm còn. Kiếp phàm sống khổ sống mòn, vào hàng chữ Phật được tồn tại luôn. Đời nhiệm qua khó buồn nhất khắc, nhưng cố mài thì sắc nên kim. Tự thần chẳng để người im, con đường giải thoát phải tìm kiếm mau. Gương đạo ráng chùi lao được vẹn, cõi lành nên dùng quen cho xong. Đạo gương thay chủ nhân âm, cõi lành được trổ trái bóng bồ đề. Nhân ông thấy đường mê khỏi lạc, bồ đề khai bên giác được qua. Bồ đề cũng tự tâm ta, nhân ông cũng tự mình ra ráng tìm. Khó Phật Pháp sẵn niệm trong già, mái quyền vì có khóa nơi lòng. Chưa tìm được đạo chưa thông, khi tìm thấy được đạo không còn mờ. Nên phản chiếu cho cơ đạo ngộ, ráng hồi quang cho lộ tâm khai. Quyết tu sẽ đắc có ngày, đạo thành tựu được nhờ đầy lòng tin. Tin Phật đã tu thành chánh quả, tin mình tu đạo cả sẽ thành. Tin xưa Phật cùng chúng sanh, Phật siêu kiếp được tin mình cùng siêu. Tin càng mạnh càng tiêu khiếp nhược, tin càng sâu càng được vững tâm. Có tin mới có dám làm, mà không tin phàm vẫn còn phàm như xưa. Tin rồi phải sớm trưa thực hiện, nếu tin xuống ý nguyện chẳng thành. Ta bà thế giới chúng sanh, muốn tu chân quả phải tin đầy lòng. Đời sâu đầy như giống như bầu, tu kém tin dễ đạo dễ nghiêng. Có tin mới có nhận kiên, đức tin là bước đầu tiên tu hành. Lòng tin có sự thành sẽ có, tu tin thành dù khó cũng tu. Sâu tin thành mới quá cụ, người tin thành mới đạo màu chứng nên. Có tin chắc mới bền chỉ tiến, không thật tin dễ chuyện thối tâm. Có tin lầm mới sửa lầm, có tin đúng mới lo làm đúng thêm. Tin nhân quả mới kèm ác niệm,
tin luân hồi mới kiếm siêu sanh, tin rằng vạn sự tại mình, muốn về Phật quyết tu hành được ngay. Lòng tin ấy ai ai đang có, nhưng muốn lòng tin đó không lầm. Trước khi tin phải định tâm, xét không tà tịch luân trầm sẽ tin. Tin không xét muôn nghìn lầm lạc, ý tin biết suy mọi việc chu toàn. Chánh tà nhiều nẻo thế gian, nếu tin không xét dễ dàng đi sai. Sai một mối muôn ngày khó gỡ, lạc mấy dòng ngàn thuở không về. Chúng sanh mê vẫn còn mê, bởi tình sai lạc trăm bề từ lâu. Tin theo giả tưởng đâu là thật, cứ tin luôn đến mất linh căn. Không tin theo lối siêu thân, lại tin theo lối khiến thân đọa đài. Khách trận vẫn trong ngày thoảng mòn, đời người luôn trong mộng nam kha. Hãy nên tự hỏi lòng ta, khi người hết thở sẽ ra vật gì? Thân rốt cuộc chẳng chi tồn tại, chớ vì thân làm hại cho đời. Biết dùng thân giúp mọi nơi, trong thân già của con người ấy chân. Chân thân có trong thân người già, nghi ở trần nhưng chẳng quá ra trần. Ấy người có ít đi muôn dân, cũng là người đáng tượng trưng Phật đài. Ước kỳ mong kẻ đời nay hôi qua, sống chân nhân trong giả tạm thân. Tự thân tội được hết dần, mà đời trượt cũng đổi lần ra thanh. Chẳng gian ác chẳng sai tay hòa, tội lỗi không phạt giả sẽ không. Tin điều báo ứng chí công, ráng đem giống thiện gieo trong đời nay. Kiếp này ráng trần ai dứt khoát, cho ngày kia cởi hạt tiêu dao. Mười phương tự tiện ra vào ta bà khổ, chẳng điều nào trói trăng. Xưa tội mấy ăn năn sẽ hết, nay mê bao quyết diệt sẽ tiêu. Sớm ma nhưng cái Phật chiều, người thành như vậy có nhiều từ xưa. Tâm không bông sớm trưa dễ biến, chánh tà nên tự chuyển lấy tâm. Để tâm phong túng thì lầm, mà cho tâm định tĩnh là mầm đạo minh. Tin lỗi được khiến mình lỗi được, tin đò đưa mới bước qua sông. Khó thành mà được thành công, ấy là tất cả do lòng tin sâu. Ý lời Phật mặc dầu rất khó, khó nhưng xưa Phật đã làm xong.
Nay tin mình có thể tầm tầm đường của Phật thoát dâm tử sanh. Sanh tử khoái thì thành Phật được, khổ não tan thì bước liên đài. Bao nhiêu khoái lạc ngày mai đều do công đức hiện nay tu hành. Tự người ráng trở thành tiên Phật, đừng tự người trở rất thú cầm. Kỳ thi của cả muôn năm ráng leo lên chứ để trầm xuống luôn. Giống gặp lúc mưa tuôn gieo trung, lạc có sao theo đúng được ra. Bỏ sao lạc mãi rừng già, bỏ mùa mưa tức giống nhà khô khan. Một niệm Phật muôn ngàn duyên đào, một điều lành phước bao trăm thiên. Muốn cho chinh phẩm mau lên, ráng thường niệm Phật ráng chuyên điều lành. Niệm Phật có lòng thành Phật đầu, làm lành không dĩ ngã phước tăng. Cho nên có thể nói rằng cũng thời niệm Phật kẻ thắng người trầm. Những lời Phật để tâm xét kỳ, thấy bao nhiêu cũng chỉ vào tâm. Phật tiên tâm cũng là mầm, quỷ ma tâm cũng là làm nguyên nhân. Nóng như lửa khi sân nổ khởi, lạnh như đồng khi nổi ghét chê. Đeo như đĩa lúc ham mê, luồn như răng rít khi để tiện lòng. Mày muôn biên qua ở trong tâm trạng. Tâm người luôn sanh tán loạn hình, nếu hình ấy lộ trên mình chắc ai chẳng dám ngó nhìn đến nay. Tâm cứ loạn mỗi ngày như vậy, nhưng ít ai nhận thấy loạn tâm. Cứ theo tâm loạn mà làm, mà cứ ôm tâm loạn mà cam sống đời. Tâm loạn khiến cho thời thế loạn, loạn tâm không giới hạn người nào. Loạn tâm của kẻ quyền cao, càng gây đau khổ gấp bao người thường. Tâm loạn phải biết đương cử lại, tâm loạn luôn càng hại càng lầm. Mỗi người sớm được bình tâm, cuộc đời sẽ khỏi những mầm tan thương. Tâm loạn chẳng biết đường phải trái, loạn tâm làm cho thấy nghe sai. Lỗi lầm do loạn tâm gây, loạn tâm còn sẽ còn dài lao đao. Tâm người ráng làm sao hết loạn, để biết đường trực giảng Tây Phương. Để cùng sống có tình thương, không gây khổ những người đương sống cùng. Người không được thì chung ý nguyện. Bởi vì chưa hết chuyện loạn tâm, loạn tâm lầm chẳng biết lầm. Loạn tâm khiến nói đi làm khác nhau.
khổ não nhất khi sao động tánh ta mà cho là chánh mới nguy. Ác nhân mà tưởng từ bi theo tâm loạn ấy mà đi sai đường. Nhớ niệm định tâm vương Bồ Tát trong những khi loạn lạc tâm mình. Nhớ đem chân lý chứng minh khiến tâm loạn ấy được bình tĩnh ra. Bình tâm được mới là minh được, được minh tâm tội phước không lầm. Lúc nào cũng có chủ tâm, bao nhiêu ngoại cảnh khó xâm lấn vào. Quanh mình có biết bao sự vật, không bình tâm thiện ác khó phân. Mắt tay mũi lưỡi ý thân, khi tâm loạn chúng cũng lần loạn theo. Lục tặc có dịp theo từ đó, khiến lục căn sao ngõ không thông. Sống trong đời sống loạn lòng thế, cho đến chết cõi hồng khó ra. Người sợ gì trát hà tội ác, vì nhục thân vì các dục tình, tham tài mến sắc háo danh ấy, từ trong loạn tâm sanh cho người. Người bị nó chìm nơi khổ hại, sống chết trong kiếp dài kiếp mê. Mà không biết chán biết ghê, bởi tâm loạn đã làm mê con người. Nay gặp lúc thành thời vật chất, dễ loạn tay loạn mắt loạn lòng. Tinh thần đạo pháp nếu không, con người dễ bị cuốn trong màn đời. Nếu muốn khỏi luân hồi thêm nữa, ráng mở thông sau cửa đang che, những điều Phật bảo nên nghe. Tập trung tâm niệm hướng về liên quan, trần lao răng vượt ra cho khỏi. Dây oan đời mau cởi mở xong, con đường giải thoát một lòng kiếp này, có thể đi thông Phật đài. Tu có Phật chỉ bài không lạc, đi có người dẫn dắt không sai. Muốn tu thì phải tu ngay, đừng chờ đến mốt đến mai không rồi. Sớm tu để khổ đời sớm nhẹ, sớm tu cho nợ thấy mau tiêu. Nhìn đâu tay ách cũng nhiều, ráng tu để bớt những điều thảm thế. Tu cho kiết thần về trong sớm, mơ tu cho hùng tinh trốn khỏi làng. Tu cho hết kẻ ác gian, tu cho nước thành nhà an dân lành. Này tu chẳng những được sanh Phật quốc, mà tu còn được phước tài trần. Giữa đời thiên hạ tranh phân, sự tu sẽ khiến tình thân phục hồi. Người tu lỗi qua rồi biết hối, và biết lo tránh tội về sau.
tâm lòng từ thiện biết trao, nên người tu đáng đề cao trong đời. Tu giác ngộ đúng lời Phật thanh, ấm cho đời như ánh thái dương. Sự tu của Phật chủ trương độ người cùng khắp và thương khắp cùng. Tu là vốn để dùng giải khổ, giải khổ đời bất cứ chuyện gì. Đường tu người nếu chịu đi, ngày đau khổ sẽ đổi kỳ an vui. Vui nhân hồi, vui nơi Phật hồi, do đường tu làm mối giao liên. Dịp mai của vạn muôn niên, khổ nhiều nhưng có Phật duyên đời này. Nếu muốn có một ngày giải thoát, giờ phút này phải gấp tu hành. Nhất tâm niệm Phật làm lành, mặc dù ai có nói mình dại ngu. Gặp cơ hội đáng tu nếu bỏ, sao muốn tìm lại khó gặp thay. Huống đời khó biết ngày mai, đời khi lâm trần trở tay muộn màng. Việc sanh tử lẻ làng như chớp, mi cảnh khổ đau đầy nghẹt như nêm. Cuộc đời chẳng lúc nào êm, thấy vậy hả chẳng lo tìm đường tu. Đường tu mới cứu người hết khổ, đường tu là con lộ siêu thắng. Đời như kẻ lạc hang, chẳng sự tu như thể con đàn thoát thân. Khổ thảm bụi hạ quân gấp bồi, đời người như bọt nổi đậu gành. Muốn cho kiếp nhẹ hồn thanh, chỉ còn có cách để tu hành mà thôi. Ráng đổi lại cuộc đời lương thiện, ráng đua nhau làm chuyện nhân từ. Ráng chừa tật sâu thoái hư, ráng trao tánh Phật trong người phàm phu. Nên rộng chi tu cho nhân loại, nên mở tâm bác ấy đại đồng. Nên cùng sống có cảm thông, nên cùng sống có nghĩa trong con người. Cùng tạo cảnh an vui đất nước, cùng xây nền hạnh phúc dân sanh. Cùng cho nhau được no lành, cùng tương cứu khỏi cảnh tình khổ nguy. Hãy chỉ bảo nhau khi thất thủ, hãy thứ tha nhau chỗ lỗi lầm. Hãy cùng đối đãi thật tâm, hãy cho nhau có những mầm sống vui. Giúp nhau biết tình hồi trần mong, giúp nhau qua khỏi cổng diêm vương.
giúp nhau về Phật biết đường, giúp nhau nhẹ kiếp vô thường từ đây. Gieo thiện cảm chớ gây ác cảm, gieo vui đừng gieo thảm cho ai. Gieo lòng tương trợ đời này, gieo tình nhau quyết ra ngoài trần gian. Đoàn kết đổi tai nạn ra phước, đoàn kết xoay bạo ngược ra hiền. Kết đoàn đổi loạn ra yên, kết đoàn biến tục thành tiếng cõi đời. Đồng thinh gọi một lời giải khổ, đồng thinh kêu giác ngộ tâm mê. Đồng thinh lương thiện nhất tề, đồng thinh nhau một đời kề Như Lai. Người nào cũng ăn ngay ở thật, và người nào cũng đức cùng nhân. Ai ai cũng chỉ gây thân, không ai gây những oán hận cho ai. Đó những việc đời nay nên có, đó cũng là sơ bộ đường tu. Những điều ấy khó mặc dù, nhưng lòng người quyết thì đâu khó gì. Sống phải biết nghĩ khi mình chết, chết là điều chung kết đời người. Chết trong cảnh khổ hay vui, đều do thiện ác lúc người bình sanh. Lúc sống nếu biết dành khi chết, khi chết không thôi tiếc cuộc đời. Vì rằng chết để thành thời, chứ không chết để luân hồi thế gian. Tuy mất xác không tan hồn được, nhờ biết tu trong lúc bình sanh. Bao nhiêu việc phước việc lành, đều là diệu dược phép linh sau này. Sống khổ mấy chớ gây nhân ác, mến đời bao đừng chắc tâm trần. Tâm trần là mối đọa thân, ác nhân là gốc sanh muôn khổ đời. Nhớ Phật đã có lời chỉ dạy, ác nhân khi chết thấy ma kêu. Thiện nhân chết thấy Phật diệu, ác thì đọa kiếp thiện siêu linh hồn. Nghe ma gọi thần hồn phách tan, thấy Phật diệu đường sáng cảnh vui. Ác nhân có quỷ đến lôi, thiện nhân có Phật có trời mời đi. Được tiếng Phật mời thì khoái lạc, bị quỷ ma lôi rất khổ đau. Vậy người ở cõi trần lao, chớ nên làm ác hãy mau làm lành. Làm việc thiện và sanh ý thiện, lấy kệ kinh làm kiến xoay tâm. Đừng cho tái phạm lỗi lầm, tất nhiên có Phật đến tầm ngày kia.
khoa không gặp đúng chìa khó mở, tu không hành đúng chỗ khó nên. Điều này ba tâm chớ quên, muốn về Phật phải xây nền từ bi. Từ bi có đường quy Phật có, từ bi không chỗ ngộ Phật không. Muốn lìa khỏi cõi trần hầm, mà lấy từ bi để xoay thông con đường. Muốn thoát kiếp vô thường thông khổ, nên do đường tịnh độ mà đi. Nam mô Đà Phật A Di, bao nhiêu công việc từ bi ráng làm. Ham về Phật chớ ham ở thế, độ mình siêu độ mẹ cha siêu. Tình thương quyến thuộc càng nhiều, càng tu để cứu khỏi điều trầm luân. Đền trung hiếu bằng chân công đức, đáp nghĩa tình bằng sức tu hành. Tu hành công đức viên minh, hiểu trung sẽ vẹn nghĩa tình sẽ xong. Chẳng công đức tổ tâm cứu được, sức kỳ tu hành quyến thuộc độ quan. Muốn lìa cảnh khổ ta bà, phải công đức lớn phải là tu cao. Đức kém độ người đâu nhiều được, đò nhỏ không thể rước đông người. Đừng tu nửa thật nửa chơi, nên tu có chỉ độ đời thật to. Chi Phật chẳng riêng lo một kẻ, chi Phật là cho cả chúng sanh. Muốn tu như Phật đã thành, nên nói chi Phật mà hành không sai. Chỉ như Phật có ngài thành Phật, chỉ như phàm đến chết cũng phàm. Chỉ phàm việc đạo khó khăn, phải như chỉ Phật mới làm đạo xong. Chỉ Phật có đạo không thể hoài, chỉ Phật cao quỷ quay khó ngăn. Đời nay tu niệm khó khăn, không nhiều chỉ Phật dễ dàng bỏ trôi. Chỉ Phật ở mỗi người tự phát, Phật không thay phát được cho người. Có tâm muốn giải thoát đời, thì là chỉ Phật trong người phát ra. Muốn cứu vớt người ta hết khổ, chỉ Phật kia cùng có thể sanh. Cho nên những kẻ tu hành thường do giải thoát với tình từ bi. Tâm giải thoát khiến ly trần thế, lòng từ bi khiến tế độ nhân. Những người hành đạo tu thân, từ bi giải thoát đều cần cả hai. Hỡi những kẻ đời nay tu niệm, hai điều trên chớ khiếm nơi tâm.
liên hoa cực lạc muốn tầm, thì hai điều ấy phải cầm trong tay. Nhớ Phật đã có ngài bảo tới rằng liên hoa hạ giới muốn xem, thì tâm trần tục ưa thèm mà nên đem nó đổi lòng tìm liên hoa. Liên hoa nếu người ta muốn gặp, tất lòng mê trần tục tan dần. Tự mình cố gắng tu thân, có ngày liên hội được phần tham gia. Liên hoa nếu nói ra thường tánh, sanh trong bụng mà chẳng hôi bụng. Nhưng theo nghĩa của Phật dùng liên hoa là chốn không tùng trần gian. Phật đã chỉ đường sanh Phật quốc, Phật đã cho biết trước cuộc đời. Không tu là bởi tại người, chứ không tại Phật chẳng lời dạy răng. Ráng tu bơ kẻ tăng người tục, ráng thắng qua các dục tâm trần. Lấy phàm thân đổi Phật thân, chỉ vì phàm xác diệt chân linh hồn. Tuy mạt pháp kiềm ngôn được thính, ấy nhờ duyên Phật dinh muôn xưa. Nếu cho là việc tình cờ, không tu thì chẳng bao giờ biết tu. Nãy tu một phước thu gấp mây, và đạo màu cũng thấy màu hơn. Khó tu trong bụi hạ nguồn, mà tu được ấy là chân lòng thành. Tu hành giữa lời danh câu nhữ, tu hành trong thế sự đua bơi. Vẫn tu không lụy theo đời, người tu ấy nhất định ngồi tòa sen. Tu không phải yếu hèn tâm lực, mà người tu mạnh nhất tinh thần. Vừa là tự trị được thân, vừa là thân các trở ngăn bên ngoài. Việc khó bỏ bỏ ngay tức khắc, việc khó làm được mới thôi. Quyết tâm không thể đổi dời, người tu cứng rắn hơn người không tu. Khi người có việc cầu tha thiết, thì tâm lòng cương quyết mạnh lên. Người tu sợ gì tu nên, nhờ lòng tha thiết tiến lên Phật đài. Tha thiết mới miệt mài cố gắng, tha thiết nên cay đắng không nào. Miệng là thỏa giả khát khao, dù hy sanh đến mực nào cũng vui. Lòng tha thiết trong người được vậy, tu thế nào cũng toại nguyện. Hỡi người muốn đến Hoa Liên, lòng tha thiết ấy phải liền trong tâm.
nên thường bữa âm thầm tưởng Phật, nghĩ ráng ngày đêm tu tập tánh lành, chọn nghề sống thiện sống thanh, chớ nên sống ác sống tánh con người. Các việc phúc lợi đời ráng tạo, những điều không ngay thảo chớ làm. Làm người nhân đạo cho kham, tu hay là chẳng phải hàng nhà tu. Sống có nghĩa mặc dù sống khổ, ở có nhân tuy ở loạn thời. Nghĩa nhân chẳng xấu cho đời, nghĩa nhân chỉ tốt cho người mà thôi. Lời nhân nghĩa là lời đáng kính, chuyện nghĩa nhân là chuyện đáng thương. Không ai kinh thư bất lương, không ai thương kẻ trái đường. Nghĩa nhân kha lây nghĩa kết thân xã hội, nên đem nhân sự đôi xóm làng. Có nhân nghĩa có dịu dàng, khô khan nhân nghĩa khô khan người đời. Nhân nghĩa khiến vui tươi cuộc sống, nhân nghĩa làm ấm nóng lòng dân. Nơi nào coi rẻ nghĩa nhân, tức nơi ấy sống khó khăn trăm đường. Nhiều người nghĩa phố phường trật tự, nhiều người nhân thế sự an hòa. Dù người khác nước khác gia, nhưng đều nhân nghĩa vẫn là như nhau. Nhân nghĩa quý tiền đâu thể đoạn, nhân nghĩa cao chức khó đem so. Ở đời nhân nghĩa nên lo, để không hổ thẹn phận cho làm người. Tu càng phải cần nơi nhân nghĩa. Nhân nghĩa không cái lẽ nhà tu, đạo người nếu để mờ lũ thì là đạo Phật khó tu cho rồi. Tu không chỉ với trời với Phật, mà phải tu với vật với nhân. Muốn tu thành Phật thành thần, phải lo bố đức thi ân cho người. Làm một việc một lời ân đức, hơn ngàn ngày kinh Phật tụng xuống. Thấy người khổ động lòng thương, đức cao hơn kẻ niệm xuống Di Đà. Phước do bố thí ra mà có, đức do lòng cứu độ mà sanh. Ngôi tiên quả Phật được thành, do điều bố thí do tình độ dân. Muốn tiên Phật điều nhân không muốn, muốn bao nhiêu cũng luôn công phu. Tuy người không phải nhà tu, mà nhiều nhân đức được bù Phật tiên. Liên hoa cũng nối liền tình ấy, ai là người muốn thấy liên hoa. Ráng tu cứu giúp người ta, cứu người giúp kẻ rộng là mau nên. Ngồi tiền Phật muốn lên sớm được, mau giúp người việc phước
việc nhân độ phàm mới khỏi phàm thân, bởi đường về Phật là nhân đường phàm. Người chẳng giúp chỉ ham cúng Phật, ngay khác nào bỏ gốc dung hoa. Phật còn lo độ người ta, huống mình theo Phật chẳng ra giúp đời, giúp kẻ tôi ra nơi sáng tỏ. Giúp người đang đau khổ được vui, tu là để cứu mọi người, nếu tu không cứu khổ đời ngược tu. Tu mục đích ở câu giải thoát, giải thoát bao khổ ách hồng trần. Tu không giải thoát riêng thân, mà còn tu giải thoát dân khắp trời. Đạo Phật mở muôn nơi thế giới, đạo Phật không phải gọi một phương. Cho nên tu đúng Phật đường, phải tu có chi chủ trương đại đồng, mày là sanh chúng Tây Đông cùng vậy. Vẫn đeo mang tứ đại giả thân, cũng đồng sống trọn cõi trần, dù sanh chung mây có văn minh gì. Vật chất lâm mê si càng lâm, văn minh nhiều ngạo mạn càng nhiều. Văn minh vật chất bao nhiêu, cũng không có thể làm tiêu tử thần. Phật quyết độ kẻ thân tạm giả, bất kỳ người quen là nơi đâu. Nếu còn bị quách quan khâu, thì là Phật độ bất câu người nào. Vì Phật chỉ nhắm vào siêu kiếp, không như đời chỉ biết giả thân. Giả thân bị chết mòn lần, cho nên Phật chủ trương phần siêu sanh. Học Phật phải có tình đại độ, mới là người giác ngộ tột nơi. Luận trong Phật Pháp nhiều lời, nhưng tình đại độ khắp nơi một điều. Đạo Phật rộng tình yêu nhân loài, đạo Phật siêu thế giới ta bà. Thất người đạo Phật hiểu ra, sự tu tự giác giác tha đầy lòng. Tự giác giác tha không có được, ấy là tu trái ngược Phật môn. Phật môn độ xác độ hồn, xác trong hạnh phúc ý hồn trong thanh nhàn. Nếu còn kẻ gian nan xác tạm, nếu còn người mờ ám hồn linh, thì là Phật khó ngồi nhìn khổ. Bao Phật cũng quyết tình độ sống. Nay khó độ cũng hầm mái độ, dù khổ thân dù có bỏ thân, cũng vui chẳng chút ngày ngần. Miễn là độ được khách trăng khỏi mê, ý nguyện ấy không hề thay đổi. Phật xưa nay một lối từ bi, những người đường Phật muốn đi, phải theo tánh Phật mà đi mà hành.
Tu Phật phải làm lành như Phật, phải giúp người sống thoát mọi bề, giúp người được tỉnh cơn mê, giúp người được khỏi tham thế cuộc đời. Không những giúp người hồi Phật quốc, còn giúp người an lạc tại trần, giúp cho sáng suốt tinh thần, giúp cho vật chất thiết cần sanh nhai. Lấy đạo nghĩa làm dây đáp đôi, lấy khoan dung làm mối thân giao, lấy lòng ngài thảo với nhau. Đó là những việc đáng gào kêu luôn. Việc tương trợ là nguồn sống mạnh, mọi người nên có tánh trợ tương, trợ nhau khỏi cảnh tai ương, trợ nhau qua những đoạn đường gai trong. Đêm đêm với hương lòng một nén, ngó về Tây Phương niệm Phật ngài. Hồng trần chồng chất nạn tai nạn, trong thành thị nạn ngoài hương thôn. Đời đang sống ở trong cái chết, người đua nhau đến hết con người. Lòng lan dạ thú nặc mùi Phật ơi, xin cứu con người đời nay. Nếu không Phật ra tay tế độ, khó làm cho giác ngộ chúng sinh. Chúng sinh chỉ biết hiện tình, chứ không nghĩ đến nghiệp mình về sau. Biển khổ chẳng cùng nhau lo lắp, chỉ đua nhau moi móc thêm sâu. Phật ơi đâu cũng như đâu, người lo gian ác hơn câu hiện từ. Nhiều người đối người như con vật, vui thì tha buồn giết như chơi. Hình người lòng chẳng phải người, kể sao hết được tánh đời hung hăng. Đời càng lúc càng tăng tội ác, vì sống theo vật chất càng nhiều. Cho nên tai họa không tiêu, vì tai họa ấy người chiêu nó vào hồi lòng người. Nếu ngày nào còn ác, thì cõi đời còn các hận thù đạo nhiều, nhưng ít người tu, cho nên không đủ sức trừ họa dân. Phật ơi hãy mỗi lần nghĩ tới, để tự lòng muốn nổi xót xa. E cho ngày hội lòng qua, ít người trong cõi ta bà được xem. Than với Phật mỗi đêm như vậy, chắc Phật ngài cũng thấy lòng đau. Mong rằng người cõi trần lao, biết nghe lời Phật biết trao tâm lành. Năm châu chỉ một tình nhân loài, chung sức lo thế giới hòa bình. Cùng nhau biết trong mạng sinh, người đều biết kinh biết tin nhau cùng. Con người vung sống chung trái đất, nên coi nhau là một loài người.
giúp nhau cùng sống cùng vui, không nên người nó hại đời người kia. Người bình đẳng không chia màu sắc, cũng không phân giai cấp nghèo giàu, cùng thương cùng trọng lẫn nhau, tất không có cuộc binh đao trong đời. Người nỡ giết hại người đủ cách, vì giữa người đã mất tình thương, mất tình đồng tộc đồng hương, mất tình nhân loại, mất lương tâm người. Tình thương ấy không hồi phục được, loài người không hết cuộc máu đào. Loài người cần phải thương nhau mới làm tan được khổ đau. Loài người tình thương ấy khiến đời an lạc, khiến cho người khỏi các ác nhân, khiến cho thành Phật thành thần. Tình thương ấy cũng gọi rằng từ bi. Loài người muốn bớt đi giết hại, việc trước tiên người phải thương người. Tình thương nhau thật có rồi, sẽ là giải quyết được đời nhiều phương. Thương người cũng là đường của Phật, thương người nhiều là đức có nhiều. Thương người thì quả sẽ tiêu, tình thương không có khó siêu Phật đài. Thương càng đông nạn tay càng nhẹ, tình thương là mẹ đẻ hòa bình. Cho nên Phật gọi chúng sinh hãy thương người thấy như mình thương thân. Con người tánh ngã nhân quá lớn, sống cho mình hơn sống cho ai. Đó là bổn chất đời nay, vì tình thương giữa nhân loài mất đi. Nhân loài khổ nhiều vì lẽ đó, còn khổ thêm nữa chứ giảm đâu. Ngày nào người biết thương nhau thì ngày đó mới khổ đau hết dần. Điều ấy mọi người cần xét kỹ, có phải là chân lý hay không. Kêu nhau nên sống đại đồng, kêu nhau nên mở rộng lòng thương yêu. Nên mở lối có nhiều thân thiện, đừng vạch đường lắm chuyện ghét dơ. Sống cho thiên hạ được nhờ thác, cho thiên hạ kẻ thờ người thương. Ráng hiểu đạo cho đường sống rộng, nên biết tu cho cảnh tình vui. Người nên sống có đạo, người cũng nên sống biết chọn nơi siêu phàm. Mà vì sự sống phải làm lắm việc, nhưng đừng làm thất tiết ô danh, cũng đừng làm việc bất lành. Đó là người biết sống thanh cuộc đời, nên sống có ngày mới hương vị. Đừng sống không những nhị sau này, sống nay ảnh hưởng đến mai. Sống sao cho khỏi đọa đài người ơi. Trời đất rộng mà đời sống hẹp, đời sống như lưới thép bao quanh.
nhiều đường tử ít đường xanh, vì trong cảnh sống tranh giành lẫn nhau. Đạo đức bị đẩy sao vật chất, nên con người chân thật mấy ai. Nhìn vào xã hội đời nay, ít người tội phước ngày mai để lòng. Những tai họa đều tầm theo đó, làm cho đời đau khổ liên miên. Tây phương Phật cũng chảnh phiền rằng đời nay chẳng ở hiền với nhau. Tạo chi những binh đao ác nghiệt, gây chi điều tiêu diệt loại người. Văn minh thế kỷ 20, con người đủ cách giết người gớm ghê. Người đến lúc si mê cùng cực, gọi văn minh nhưng thật vô minh. Văn minh thì trọng nhân sinh, vô minh nên mới rẻ khinh mạng người. Giết hại kẻ mà vui không xót, người ấy đâu còn chất người ta. Lầm người ấy thú hay ma, mặc dù người ấy là da thịt người. Người như thế hiện giờ đang thành, nên rất là bất hạnh nhân gian. Lời lành thì phải truyền lan, nếu không khuyến thiện khổ nạn chưa thôi. Đời tiêu diệt hay đời tồn tại, do tay người chẳng phải do ai. Người lành là phước cõi này, người không lành tức là tai họa trần. Việc kim cổ định thần xét lại, khổ hay vui hỏi tại đâu ra. Mọi điều vốn tại người ta, mà người cứ mãi xấu xa với người. Lầm lỗi ấy hiện thời thấy rõ, nhưng tật người chịu bỏ mấy ai. Con người ai cũng biết sai, nhưng sai chịu nhận đời này hiếm hoi. Sai lạc có mà coi không có, mới gây thêm sai nọ sai kia. Sai như là khóa sai chìa, con người tự dứt đường dìa người đi. Đời đang gặp cảnh nguy thế ấy, nguy cả toàn nhân loại địa cầu. Nhưng người hiểu mấy ai đâu, còn người không hiểu biết bao nhiêu người. Lâm kẻ cứ tưởng đời mãi sống, có hay đâu đời giống pháo châm. Cái thì nổ cái còn ngầm, mà người còn xúm nhau châm lửa vào. Trước cảnh khổ xô nhau thêm khổ, không chịu lo cứu độ nhau yên. Người nào cũng muốn sống riêng, mới gây nên nỗi đau điên trong đời. Người quan hệ với người mỗi mặt, nhất là người cùng một giống nòi. Khổ người cứu chớ ngồi coi, bởi vì khổ ấy hệ nơi mình nhiều. Giúp nhau được là điều tốt nhất.
Người giúp nhau mới thật là người, héo cây còn muốn làm tươi khổ người, chẳng giúp cho vui sao đành. Chớ bảo vệ riêng mình quên kẻ, mà phải chung bảo vệ lẫn nhau. Không ai uy hiếp ai nào, cũng không ai ý mạnh giàu hơn ai. Đổi giặc giả ra ngày bình tĩnh, xoay bằng cùng ra cảnh phong dinh. Người vô tình phải hữu tình, nước suy yếu phải chuyển mình thành hưng. Sống kiên thiết chung đừng phá hoại, sống thương đừng sống hại lẫn nhau. Phải nên kinh mến đồng bào, đồng thời cũng phải đề cao nhân loại. Con người phải biết coi nhau trọng, và con người phải sống ra người. Có nhân có nghĩa tốt tươi, có đầu óc biết chọn nơi thanh bình. Sống biết tự biết sinh kiếp sống, không buộc hồn trong đông xác trần. Biết tìm lối sống siêu nhân, ấy là người biết sống chân cuộc đời. Nay vẫn sống ngày mới vẫn sống, sống không ai lay động được mình. Sống trong đầy đủ tự tin, tự tin việc tự việc sinh mình cầm. Người tu phải chủ tâm chắc chắn, mới là đem sự thắng về mình. Người tu nếu thiếu tự tin, hướng đi như thể lục bình trôi sông. Tu như vậy long đong suốt kiếp, khó mong gì bên giác được cày. Đời này muốn triệu đường mê, chỉ tu không mạnh khó bề thành công. Có nhiều kẻ ngã lòng bỏ cuộc, dù đường tu đã bước bao năm. Nhưng vì thiếu tự tin tâm, mà cho nên mới bị đời làm bỏ tu. Những hôm sớm công phu từ trước, khác nào như cây được tưới tăng. Gần ngày có trái sắp ăn, tự tay người nở chặt phăng cội cành. Coi hai chữ tu hành quá rẻ, ấy là lòng của kẻ đời nay. Có tu cũng chỉ bể ngoài, ít người chịu khó tu ngay trong lòng. Viết đạo lý chỉ thông cửa miệng, còn trong tâm đầy chuyện thế gian. Phần nhiều tu ngược đạo tràng, thật là đúng lúc suy tàn Phật môn. Như lời Đức Thế Tôn nói trước, người đời nay tu ngược đời xưa. Xưa nhiều kẻ ác biết chừa, nay nhiều kẻ ác cứ đua nhau làm. Xưa lắm kẻ sát phàm tâm thanh, nay nhiều người ma tánh hình nhân. Tội đời càng nặng khó cân, nên nhiều khổ thảm hơn phần an vui. Tội nhưng có mấy người biết hối, trái lại còn gây tội thêm nhiều.
Người này tội lỗi chưa tiêu, kế thêm người nọ lại chiếu tội vào. Việc tội lỗi đua nhau tạo tác, mới gây thành tội ác đời nay. Như vậy nếu mãi kéo dài, loài người khó tránh khỏi ngày diệt vong. Thấy tội ác khiến lòng buồn tôi. Có một hôm Phật nói như vậy, người cùng người thể chân tay, nhưng nhiều người nở tâm gây hại người. Ác tâm mây đất trời cũng tội, cứu sao yên thời buổi hiện nay. Người nay tâm ác còn đầy, thì đời còn lắm quả tái ưu sầu. Ưu sầu nán còn dâu quá biền. Ưu sầu tái non biên đậm bằng, bao nhiêu thế sự trầm thăng. Do người chẳng phải do thần Phật gây. Phật muốn cả nhân loài giải thoát, Phật không mong khổ ách ngại nào. Cho nên Phật thể từ lâu, nếu còn người khổ còn âu độ người, và độ người nếu chưa rồi bổn nguyện. Phật còn đem thân biến vào trần, bằng muôn pháp quyển hay chân, độ cho sanh chúng được bừng mắt ra. Nếu tâm của người ta chưa thiền, thì đời còn lắm chuyện tai ương. Muốn cho đời được an khương, lòng người cần phải thiện lương một bề. Lương thiện được đề huệ nhau được, mình được vui kẻ khác được yên. Khắp nơi nước tình dân hiền, không ai ôm mối hận phiền với ai. Lương thiện ấy đời nay luôn trừ, chớ trừ chi những thứ hung sùng. Hung thì nhất định gặp hung, ở như thế chẳng thông dung bao giờ. Nay được có giảng cớ kêu gọi, nên hồi tâm cho khỏi quả đeo. Nếu đường hung dữ cứ theo, cuối cùng mất xác lại tiêu cả hồn. Người đời chỉ lanh khôn đường tục, nhưng người đời ngu dốt đường tiên. Khôn đường tục khôn triền miên, dốt đường tiên khổ lưu liên cõi đời. Đời là khổ ít người xét đến, nên nhiều người quá mến sự đời. Mến đời trong mây tất hơi, có chỉ khoái lạc hỡi người trần gian. Đâu bằng để tâm can theo Phật, chọn đường tu lánh các đường phàm. Quyết tu dẫu khổ cũng cam, những điều mệnh thế đổi làm mến tu. Tu chân chánh đúng như Phật dạy, nhất định là khổ hải được qua. Tu cho hết sức thiết tha, đạo màu sẽ được hiện ra trong lòng. Kéo tre đến thật nồng tre cháy, thành tâm khi tột đáy tâm minh.
Nếu tu cho được tận tình liên hoa chính phẩm về mình một ngôi, mình chẳng những luân hồi hết buộc, mà tổ tiên cũng được siêu theo. Ví như đò một người chèo nhưng mà có thể rước nhiều khách qua, tu có sức độ tha như vậy. Nhưng đời nay có mấy người thông, tưởng ông tu chỉ độ ông, không dè ông độ cái dòng họ siêu. Khi mình đã khỏi điều trói buộc, tức rảnh tay gỡ được rối người. Đạo màu khi giác tột nơi, có năng lực cứu những người khác tu. Tuy trái đất sương mù phủ cả, một mặt trời đủ phá tan đi. Một người ngộ đạo từ bi, khiến ngàn muôn kẻ hội quy đường lành. Tu có sức độ mình độ chúng, độ thoát siêu độ sống được vui. Tu hành hạnh phúc hai nơi, cho nên già trẻ trong đời ráng tu. Tu giả dối thành tù âm phù, tu thật tâm được tụ niết bàn. Tu thành do ở tâm can, tu không thành ở chỗ mang bồ đồ. Tu quy chẳng chỉ so sánh nổi, nhưng phải tu đúng lối hiền lành. Nếu tu theo lối yêu tinh, chúng quy chỉ giết đời mình mà thôi. Cho nên hễ là người tu tình thì phải gìn chân chính sự tu. Gương lành chớ để cho lu, Phật môn chớ để bị thu hẹp dần. Ngọn cờ đạo phải cần phất trước, đường từ bi phải bước tới luôn. Đem vui cho kẻ ưu buồn, đem nó ấm giúp người đương đói nghèo. Trong ác thế vẫn treo tâm thiền, giữa đời mê vẫn hiện giác tâm. Ngọn đèn Phật Pháp luôn cầm, đi nơi đâu cũng vẫn làm sáng ra. Tu thế mới thật là chánh đạo, tự độ thân và giáo độ đời. Cho đời sạch tờ ngày mới, cho đời cảnh sống tốt tươi đương tiền. Tu quán ấy Phật khuyên như vậy, Phật không khuyên tôi hại người đời. Bước vào thế kỷ 20, nhà tu nhiều kẻ như người chưa tu. Mượn bộ áo sầm nâu vui thế, làm cho đời khinh dễ cửa thiền. Tự mình làm mất Phật duyên, mà còn khiến kẻ khác liên lụy vào.
kẻ phá đạo ào ào như sóng mơ, mà người tu chẳng nhân không tu, lại còn theo thế bờ xu, khiến cho cửa đảo mịt mù như sương. Đời vừa lúc bất lương vô số, đạo lui mờ cánh khổ càng tăng. Để tâm suy xét kỹ càng, thấy rằng vô phước cho ngàn muôn dân. Hỡi những kẻ trầm luân muốn khỏi, ơi ráng giữ gìn hạnh giới đường tu. Cách tu ấy khó, mặc dù ráng tu để được cứu người cứu ta. Đang tu lúc nhiều nhà quên đầu, đang tu khi kẻ bạo đẩy người. Gặp cơn loạn nước loạn đời, càng tu cho nước cho người bình an. Tu che chở kẻ đang bị hiếp, mơ tu cứu người khỏi kiếp ngựa trâu. Tu cho đâu cũng như đâu, người đều hạnh phúc tự do hòa bình. Tu cho kẻ với mình giải thoát, khỏi ách nay khỏi ách về sau. Tu cho hết cảnh khổ lao, tu đem trào Phật thay trào yêu mang. Tu cho khỏi phải già phải chết, tu cho không còn việc tai nạn. Tu cho khỏi lưới trần gian, tu cho cùng Phật niết bàn như nhau. Người phải biết tự đau khổ lấy, mới phát tâm tìm cái thoát ly. Nếu không tự biết mê si, thì là bệnh giác dễ gì kiếm ra. Đời thông thả hay là đại đoạn, đời vui hay là cha phải vui. Xét cho thấy rõ kiếp người, tức đời chẳng mến mến nơi tu hành. Tu phải tự tâm mình xét kỹ, chớ tu chiều theo ý người ta. Chiều người thì đạo dễ xa, tự mình phát nguyện mới là vẹn tu. Tu không xét là mù đường đạo, tu biết suy là thảo lối tu. Thảo tu chớ có tu mù, tu mù bị lạc bị ru say đàn. Đi sai nẻo tây phán không đạt, đi đúng đường cực lạc mới thông. Tu thành chớ chẳng phải không, tu không thành bởi tại lòng hành sai. Đừng trách Phật đời nay không giáng, Phật trong tâm ngày tháng có luôn.
Phật trong tâm nếu người buông thì là người cũng mất luôn Phật ngoài. Phật tâm nội liên dây Phật ngoài, cái này thông tất cái kia thông. Khác nào cái đập ngăn sông, đập khai thì nước ngoài trong liên quan. Khi dọn dẹp lòng ta trong trại, tất nhiên là được thấy Phật ngay. Như trời gió thổi hết mây thì liền thấy được mặt mày cung trăng. Không thấy Phật vì ngăn vách tục, chớ Phật đâu có lúc nào không. Một khi vách tục phá xong thì người sẽ thấy Phật đông vô cùng. Phật ở chốn không trung thân đến, hoặc Phật đang thị hiện tại trần. Phật chuyển kiếp, Phật phân thân, Phật dùng đủ cách tương ứng độ đời. Đời càng mong Phật, trời càng độ, độ hồn hay độ khổ thân phàm. Tùy duyên quá độ cho kham, bất kỳ là kẻ nữ nam xứ nào. Người phân biệt giàu nghèo giai cấp, mơ Phật với ai cũng rất thương đồng. Nhưng tùy có tội có công, mà người thì đổ người không thấy điều. Phật thì vẫn muốn dìu dắt hết, những người không nghe việc Phật khuyên. Thì dầu Phật có diệu quyền, cũng không thể cứu nhân duyên bất lành. Người muốn thấy phép linh của Phật, muốn Phật đưa khỏi kiếp hồng trần, tự mình phải biết tu thân, ở cho có nghĩa có nhân với đời. Nên bố thí cho người đói rách, nên khoan dung kẻ biết lỗi lầm. Lúc nào cũng lấy từ tâm, chớ đem ác ý ra làm cho ai. Tâm tánh đảo dồi mài mỗi bữa, hành kiềm tu trao sửa hàng ngày. Tự mình sửa dạy ra ngay, lấy kinh để lượng đúng sai trong lòng. Luôn tưởng Phật tâm không sao lãng, thường chủ tâm để thắng ngoại trần. Trọn lành cả khẩu ý thân, tùy phương tiện đáp bốn ân cho tròn. Mà quyết giữ vững lòng son với Phật, quyết tu cầu giải thoát trần gian. Đạo tâm tinh tấn một đàn, nhiệm màu được thấy tây phan được kề. Đường xa mây quyết về cùng tới, đất khổ bao cô tưới sẽ mềm.
Đừng ngờ cõi Phật khó xem, chớ cho đất cứng không đem gieo trầm. Mì vạn sự ở nơi lòng cố gắng, quyết tu thì cố gắng tu thành. Đường tu nếu gặp yêu tinh, có chư hộ pháp bên mình chở che. Người không thấy Phật nghe thấy hết, đỡ khi lầm người tha thiết khấn cầu. Mặc dầu Phật ở nơi đâu, cũng lại vạn đến để phù hộ cho. Phật không ngất thương lo cho thế, chẳng khác nào người mẹ thương con. Khổ con lòng mẹ hiếu dôn, khổ đời lòng Phật đau còn chi hơn. Không quên gọi Phật còn cứu độ, huống chi cầu Phật có đâu ngờ. Phật nay như Phật ban sơ vẫn từ bi, chẳng bao giờ bỏ ai. Kẻ học Phật chớ sai tánh Phật, phải mở lòng thương hết đi mọi người. Giúp người dù khổ cũng vui, độ người dù phải chịu đời trầm thăng. Chưa hiểu Phật khá toan tìm Phật, ngay trước hết nên nắm chặt coi lòng. Rửa lòng trong tờ gương trong, sẽ là thấy Phật và thấm đạo màu. Hòa liên hoa muốn được vào được chân, phải lập công cho xứng tu hành. Phải thành tâm quyết siêu sanh, phải lo làm phước làm lành cho dân. Phát huệ bê tâm trần được lặng, chứng đạo do Phật tánh được khai. Tu hành bất luận gái trai, ráng khai tánh Phật chớ khai tâm trần. Khai tánh Phật quyền thân hết khổ, khai tâm trần tông tổ thêm đau. Những người coi Phật được vào, là người đã chẳng điều nào trần tâm. Tu nên lấy đó làm mực thước, biết mình tu đã được hay chưa. Nếu chưa ráng sửa ráng chừa được, rồi tiến tới đến giờ viên thông. Người đời kha tu không nên trễ, tu cải lương cải tệ đời nay. Tu xây hạnh phúc nhân loài, tu làm Nam Bắc Đông Tây hòa bình. Nhân loại nếu không tin Phật Pháp, thì vẫn còn đàn áp lẫn nhau. Hổ thù cứ suối nhau đào kế, rồi người tự số vào chết lấy. Đã lâm cảnh chết thấy như rạng, đều là do kết quả hận thù.
con người chẳng lo tu để cho đời sống khói màu tan thương. Đua nhau thiện còn đường tồn tại, đua nhau hùng chỉ hại tận đời. Tận đời làm dễ như chơi, làm đời tồn tại vui hồi khó khăn. Nhân loại phải ăn năn mới được, người cùng thương và nước cùng hòa, cho đâu cũng được âu ca. Để cùng thấy cảnh liên hoa tại trần. Nếu ai cùng lòng nhân giả thảo, sẽ đổi đời hung bạo ra hiền. Chỗ nào cũng định cũng yên, người nào cũng được có điền có gia. Cùng ở thảo người ta cùng sống, ơi cùng làm hiền dân chúng cùng thương. Thảo hiền cùng phải chủ trương, để cho nhân loại có đường an vui. Tánh hiền thảo con người đã mất, khiến người nhiều đảo tặc sát sanh. Quá vì tự lợi tự danh, biết bao nhiêu kẻ nỡ đành hại nhau. Làm kẻ chết mình đau sống mãi, gây người nguy mình lợi không bền. Nhân nào quả nay chớ quên, không nên sống dữ phải nên sống lành. Chỗ dơ bẩn phát sanh dòi tựa, lòng xấu xa này nở yêu ma. Xin khuyên tất cả người ta không nên nuôi những xấu xa trong lòng. Làm ác gặp ác không sai chạy, luật trả vai vạn đại bất di. Giàu sang quyền thế bực gì, cũng trong nhân quả khó đi ra ngoài. Xem sự tích xưa nay đủ thấy, làm việc gì việc ấy trả cho. Đúng như là đã hẹn hò, luật trời báo ứng bao giờ cùng linh. Cớ thường phạt chớ khinh mà mắt, biết bao nhiêu nhân vật đã lầm. Tưởng rằng chẳng có luật âm, không ngờ qua bao đúng tâm của mình. Nên sống thiện nên gìn tâm thiện, chớ hành hung chớ chuyện gian manh. Làm lành cho gặp việc lành, mọi người lành cả nhân sanh đều hòa. Việc hung ác người ta không tránh, thì đời không có cảnh an vui. Chỗ này sâu xé chưa thôi, kế sanh chỗ khác rối nùi như tơ. Nhiều kẻ ác nhiều cớ đói khổ, nhiều người hiền nhiều chỗ ấm no.
ác không thể được phước cho, chỉ hiền mới có thơm tho mang vào. Nếu ba tánh cùng nhau hướng thiện thì đời không có chuyện can quan, rảy ra còn chẳng xảy ra, huống hồ những chuyện người ta giết người. Nhớ Phật có một hồi khuyên nhủ, khổ vui không phải tự nhiên sanh, khổ vui quả của dữ lành gốc ở tánh tình người ta. Tánh dữ khắp trẻ già nên bỏ, tánh lành trong thiên hạ nên trao. Làm lành càng rộng càng cao, yên vui càng lớn khổ đau càng mòn. Cha mẹ dạy cho con ân hầu, con khuyên cho phụ mẫu hiền hoàng. Người ngoài như thế người nhà nên đem đạo đức để mà khuyên nhau. Cuộc tranh chấp muốn mau giải quyết, người phải nên rộng xét với người, mở lòng chung sống chung vui. Quyền người cùng trọng mạng người cùng yêu, xã hội tốt là điều nhân thiện. Đời nhẹ nhàng gió luyện đạo tâm, sống vui mà chẳng lỗi lầm, do làm nhân thiện do cầm lòng tu. Chớ để lợi danh mù lương thức, đừng để cho tư tưởng thuốc nhân tình. Nhân sinh thì phải hiếu sinh, con người thì phải cho minh đạo người. Không nên nói những lời phi nghĩa, không nên làm những kẻ bất nhân. Đồng bào phải biết tương thân, nhân loại phải có tinh thần tương giao. Lời phi nghĩa khiến nhau đoạn tuyệt, lẽ bất nhân gây việc thâm sầu. Nói làm tranh quả về sau, ấy là biết xét dài lâu cuộc đời. Mình có lợi cho người có lợi, mình được vui cho mọi người vui. Tất nhiên hòa được với người, sự giàu khó cũng sẽ rồi dễ đi. Qua riêng lợi chung quy có hại, qua riêng vui rốt lại quá buồn. Rồi đời thêm rồi khó xuông, việc hòa trái lại sanh luôn bất hòa. Lợi mình chẳng xét ra kẻ khác, dễ chạm người dễ ác với người, oán thù từ đó sanh sôi, và từ đó khiến kéo lôi trả đền. Người đã oan muốn quên khó đạt, cho nên đừng gây oan với ai. Làm chi cũng nghĩ ngày mai, lời mang tiếng ác sau này đừng ham.
Con người có tánh tham từ bé, cái tánh tham ít kẻ nào không. Quá tham thành ác đầy lòng, ác lòng nhiều khiến quả sanh ra nhiều. Quả muôn dứt phải tiêu lòng ác, lòng ác còn thì các quả còn. Quả còn người mãi hiếu dồn, nên người cần phải diệt mòn ác tâm. Những tâm ác muốn làm cho tuyệt, trước hết là phải diệt tánh tham. Tánh tham khi đã trừ kham, thì lòng ác sẽ dễ làm tiêu ngay. Sự tranh chấp đời nay quá nặng, vì người nay hao thân quá nhiều. Đầy lòng tự đắc tự kiêu, trọng điều trước mắt khinh điều sau lưng. Người đời qua biệt phân nhân ngã, đó cũng do kết quả lòng tham. Muốn mình thỏa những thích ham, mới tìm đủ cách để làm người thua. Không tranh tội chẳng chừa việc ác, do lòng tham khai thác con người. Đang trong đau khổ tới bời, mà cười vui thấy lắm người đời nay. Phật nơi chốn liên đài xót ruột, vì Phật nhìn thấy suốt cõi trần. Đau lòng cho kẻ ác nhân, không duyên giải thoát không gần liên hoa. Liên hoa chẳng phải xa nhân loài, liên hoa không ngoài cõi ta bà. Con người muốn thấy liên hoa, phải là hiếu nghĩa, phải là từ bi. Hiếu nghĩa chẳng là đi địa ngục, từ bi không là hợp sông mê. Khó mong cõi Phật được về, khó mong pháp Phật được kề tai nghe. Từ đó kiếp theo khe suối chảy, hoặc từ trong cỏ dại nở khai. Hay là từ chốn bào thai, cứ luân hồi mãi biết ngày nào ra. Luân hồi mỗi ngày qua mòn mỏi, mòn đến ra một mối bung lầy. Mòn ra đá, mòn ra cây, mòn cho đến chẳng còn lai đậm gì. Đến như thế còn chi linh tánh, có còn chẳng cũng ánh nhỏ nhen. Nếu không gặp đại nhân duyên, thì là khó đốt cho đèn huệ khai. Cũng vì thế Phật ngài kêu gọi cả chúng sanh ở cõi đời này. Muốn cho khỏi kiếp đọa đày, phải rời đường ác mau quay đường lành. Đi đường ác nhất sanh thập tử, đi đường lành vãng sự bình an.
đường lành ra khỏi thế gian, còn đường ác bị buộc ràng trần ai. Đường lành có Phật ngài điểm chỉ, đường ác thì có quỷ dẫn đầu. Bị loài quỷ dắt chìm sâu, Phật ngài điểm chỉ khỏi câu luân trầm. Nam nữ khá hồi tâm hướng thiền, trẻ già nên đồng khuyên nhau tu. Nên thân nhau chứ nên thù, mượn từ quán Phật phá u ám đời. Đọa một kiếp này thôi chớ nữa, vui sướng chi trong cửa ngục trần. Phải mau tu để thoát thân, dịp lành bỏ mất cái ngục trần khó ra. Chịu mãi kiếp sanh già bệnh chết, đời này qua kêu lết đời sau. Khổ sầu trùng điệp núi nhau, không lo giải thoát chừng nào mới lo. Để gần lúc ra tro ra bụi, mới giật mình thì tối nhiều rồi. Muốn tu nhưng đã mòn hơi, thế là có phải uống đời hay không? Tu càng sớm thì lòng càng vững, muốn lập công đức cũng rộng ngài. Cho nên già trẻ gái trai, mau tu chớ đợi thở dài mới tu. Tu lấy phước đền bù tội lỗi, người đều tu nhân loại đều hoàn. Những đau khổ kiếp người ta, muốn cho giải thoát thì là phải tu. Thuyền Bát Nhã vượt tù ức kiếp, mơ gươm kim cang diệt nghiệp vô biên. Gươm kim cang Bát Nhã thuyền tự, trong cái chí tu hiền mà ra. Tâm đồng tình phải là tự thấy, hạnh chánh ta cần phải tự minh. Tự minh tự thấy được mình, mới là rõ đạo mình hành đúng không. Tu tự thị thì thâm đạo chống, tu tự minh thì chứng quả mau. Những người coi Phật sớm vào nhờ, nhiều tự thấy và nhiều tự minh. Xưa Phật cũng tự tính như vậy, Phật tự minh tự thấy nơi lòng. Mới là từ đục làm trong, từ sanh chúng đổi ra dòng Như Lai. Tu như vậy không sai chân lý ấy, cách tu tự trị lấy mình. Khi mình tự thấy tự minh, thì mình mới sửa được mình chỗ sai. Niệm Phật được thấy ngay Đức Phật, là niệm không còn chút tình đời. Điều này nên nhớ ai ơi, Phật linh hay chẳng tại nơi lòng mình.
nay như thể muôn nghìn năm trước. Phật từ người, người Phật không xa. Nếu người tâm Phật phát ra, tất nhiên Phật sẽ tự ta có liền. Chúng sanh muốn gặp liên hoa hồi, phải tự tâm phát khởi Phật đà. Người ta siêu tánh người ta, tức trong tư thánh hoặc là trên hơn. Muốn khỏi kiếp hồng trần vĩnh viễn, thì lòng đừng lưu luyến thế gian. Làm nhân làm phước muôn vàng, cũng đừng mong hướng tại đàn trần ai. Một mực nhâm Như Lai tiên tới, cắt đứt bao nhiêu sợi oan trần. Tu cho khỏi trở phàm thân, chớ mong tôi hưởng phước trần về sau. Phước trần chỉ sang vào danh vọng, nhưng cũng như giấc mộng không hơn. Một khi thần chết đến gần, vào sang danh vọng cũng quăng lại đời. Phước một lúc tội lỗi muôn thuở, đó thường là phước ở thế gian. Vì khi hướng phước giàu sang, bị giàu sang khiến mê man tâm hồn. Cho nên Đức Thế Tôn đã bảo, tu chớ mong phước báo cõi trần. Bao nhiêu việc đức việc nhân, nên nguyện hồi hướng về chân niết bàn. Muốn về Phật đừng mang nợ thế. Nợ thế còn không thể thoát phàm, thoát phàm nợ thế phải kham. Nợ con dù thanh cũng cam chịu đền, nợ tiền phải trả tiền khó trốn. Nợ mạng thì đền mạng không sai, nợ nào trả nấy dầu ai. Muốn cho giải thoát đừng gây nợ trần, nợ còn vướng còn thân lẫn đần. Nợ hết đeo thì phần thanh nhàn, người sanh vào cõi thế gian. Bởi vì xưa đã nợ mang vào mình, lấy mắt Phật mà nhìn thế sự. Biết bao nhiêu thứ nợ người ta, cho nên đủ cảnh xảy ra. Nhưng đời có mấy ai mà tĩnh tâm. Hết nợ nọ rồi làm nợ khác, nợ trước còn kế vác nợ sau. Nợ qua nợ tới chuyện lao, trả hoài không biết chừng nào mới xong. Cá nhân nợ hay dòng dõi nợ, nợ một người hay cả muôn người. Nợ nào cũng chẳng được vui, nhất là nợ mau khiến đời thảm thế. Nhiều nợ sống như cày miệng hố, nhiều nợ đời không có tự do. Nợ nào cũng bắt toan lo, cho nên nợ khổ chớ thò với ai.
Nếu nhận thấy cõi này là khổ, mau thoát ly tìm chỗ siêu sanh. Nợ chi cũng phải làm thanh, khổ thân mi cũng chớ sanh nợ đời. Cho phước chở cho người tội ác, làm xong đừng làm thác một ai. Trồng dưa chẳng mọc ớt cay, tạo nhân giải thoát qua đài đọa không. Muốn ra khỏi cái vòng sanh tử, phải quyết tâm trực chỉ niết bàn. Lo xong nặng nở thế gian, xây cầu công đức bước sang Phật đài. Sanh tử có từ ngày mạng có, mạng có là có rõ tự sinh. Vào sinh tử rõ hàng nghìn, lìa sanh tử rõ thật tình ít ai. Trong sinh tử vui sai sinh tử, lấy tử sinh làm sự tử sinh. Đó là cảnh khổ hiển tình, lòng người cứu thế càng nhìn càng đau. Tiếng gọi đau khác nào xâm xét, lời khuyên tu như nước nguồn tuôn. Mê không tỉnh nghiệp không buông, thì đời còn mãi trong trường hận đau. Nhớ Phật có hôm nào tỷ thí, kiếp chúng sanh như chỉ trong cuồng. Tuy là chẳng chịch hằng muốn kiếm ra một môi gỡ xuống vạn dòng. Môi ấy ở tâm không ô nhiễm, chỉ một lòng tìm kiếm Như Lai. Lòng này chẳng hở phút giây, Như Lai sẽ có một ngày thấy ra. Mê thế mây nhưng mà cố tình, mây sẽ tan không dính được đâu. Như ngàn năm ở hang sâu, bước ra khỏi cửa thấy bầu trời minh. Mê hay tình tự mình định lấy, ở đọa muốn siêu chỉ cái hồi tâm. Cho nên với nghĩa bao hàm, người nào cũng có thể làm Phật tiên. Liên hoa chẳng dành riêng ai cả, liên hoa ai cũng có thể ngồi. Người nào đời đạo sống xuôi, là người ấy sẽ được ngồi liên hoa. Liên hoa Phật phải là tánh Phật, tánh phàm không ngồi được tòa sen. Rõ ràng như trăng với đen, mặc dù Phật chẳng sang hèn biệt phân. Phật chẳng phân biệt nhân quả biệt, nhân quả không một việc nào sai. Nếu ai muốn ngự liên đài, phải ôm lòng Phật chớ đai lòng phàm. Bao nhiêu tâm lòng ham tài sắc, đổi ra lòng ham Phật Tây Phương. Thân trần lòng Phật luôn vương, thì là cảnh Phật được nướng không lầm.
Nhân nào quả này tâm nên nhớ, muốn tự do thì nỡ phải xong. Giống sanh từ chứ gieo trồng, mà nên trồng những giống ngoài vòng tự sanh. Đức Phật đã dạy rành như vậy, Phật xưa kia cùng lấy đó hành. Người nay theo đó mà tin, và tu chân chánh sẽ thành chẳng không. Tu chớ miệng với lòng sai khác, cũng chớ cho lòng một dạ hai. Thân tâm quy nhất Phật đài, một đường tu chứ lại quay đường đời. Tu chứ để mỗi ngày qua luôn, mỗi ngày nên sử dụng đường tu. Chí tâm hành đạo công phu, đồng thời phương tiện giúp người phước duyên. Riêng mình biết làm hiền chưa đủ, phải khuyên người lo sự hiền theo. Giống hiền ai cũng lo gieo, cõi đời thứ dữ hết leo bao đồng. Muốn ai cũng được lòng hiền cả, cho an vui trong xã hội đời. Lời hiền đem gọi khắp nơi, một điều trong phận của người chân tu. Lúc nào cũng lo câu tế thể, tức là không sai lẽ tu hành. Tiếng tu cũng chẳng hổ danh, đạo màu có quả sẵn dành tòa sen. Ráng hành đạo ráng chén đổ chúng, chớ tu xuống tháng lụng ngày qua. Đem lòng tưởng niệm Di Đà, biến ra hành động giác tha người đời. Cảnh bao quý ngày mới muốn thấy, sự tu hành cần phải tinh nghiêm. Tâm viên y mà ráng kèm, những điều phước đức nên tìm làm ra. Dịnh lòng chứ để xa mũi đầu, các giới răng trí não luôn ghi. Mặc dù trong cảnh huống gì, suy tư tác đậm từ bi làm nền. Tiếng đường đau như thuyền đi ngược, nếu ngừng chèo bị nước đầy lui. Muốn cho thuyền chồng đến nơi, phải chèo luôn chứ để hồi nào ngừng. Đường đạo muốn mau gần tới Phật, bước tu đừng để tấp vào đời. Đi luôn cho đến tận nơi, dù đường hiểm trở dù người càng ngăn. Càng chướng ngại càng tăng sức tiến, càng khó khăn càng luyện đạo tâm. Quyết không để lạc hướng tầm, thuyền từ đuốc quệ tử cầm tiến lên. Tình Phật sẵn chờ bên cõi ấy, mỗi ngày qua tháng lại thường kêu. Thế gian cần được một điều, ở trần mà vẫn đi theo Phật đàn.
Có hôm ấy lời vàng Phật ngò rằng con ơi xem cá chậu sành. Cá đâu thấy nhốt thân mình mà là cá chỉ thấy hình tự do. Nghĩ sanh chung cũng là như vậy, trong khổ đau mà thấy an nhàn. Dù nằm trong cảnh lầm than, vẫn ăn chơi chẳng chịu toan dài sầu. Đời ngu độn khiến đau lòng Phật, ấy nên từ bi đủ cách độ tha. Thần cơ khoa học những là đều phương tiện dùng để mà tình dân. Liên hoa hội cũng gần bên cạnh, hội ấy không tại cạnh Tây Phan, mà là hội tại trần gian. Kẻ tăng người tục nên sang hội này. Sang hội Phật phải đầy tánh Phật, mang tánh phàm bị rớt nửa đường. Dù cho chư Phật có thương, nhưng cần công lý vẫn trương thẳng bằng. Cố nhiên Phật vô ngàn bát ngay, nhưng Phật không nói dài ra ngay. Người lành Phật cứu khỏi tai, kẻ hùng theo luật trả giai tuần quần. Trong hung có hiền tâm phát khởi, khởi tâm hiền với mọi chân thành. Cũng là được Phật điểm danh, những điều trượt sẽ hóa thành cho người. Nhớ lời Phật bùi ngùi từ đoạn, biết lấy chỉ đáp đặng ân thâm. Chỉ còn có cách quyết tâm độ mình, độ kẻ lối âm đồng về. Đó là một lời thề tuyệt đối, kẻ chân tu không dối lầm mình. Từ đây dù tử dù sinh, con đường giải thoát một tình quyết đi. Mặt đời có những gì cám dỗ, vẫn xem như là gió thổi qua. Không hề rời Phật với ta, lòng ta với Phật như là nước mây. Trong mây xúc tích đầy những nước, trong lòng ta có Đức Phật Đà. Cho nên giữa Phật với ta, muốn cùng nhau gặp chẳng xa cách gì. Liên qua đợi đúng kỳ mới trổ, Phật tâm chờ đúng ngộ mới khai. Người tu phải luyện chiều mai, nhớ câu mài sắc có ngày nên kim. Nam mô Sám Văn Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Sám Văn Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Sám Văn Hội Thượng Phật Bồ Tát.